Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ hết giá mai táng F0 tử vong gây sốc cho lãnh đạo Sở Y tế. Thưa quý vị, người mất vì COVID-19 được hỗ trợ chi phí mai táng, thế nhưng việc này đang bị thả nổi, khiến người dân mất từ 20 đến 35 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi nói rằng rất sốc khi biết việc này. Ngày 9 tháng 3, phóng viên có buổi làm việc với ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi về phản ánh cơ sở dịch vụ tang lễ chặt chém gia đình có thân nhân tử vong vì COVID-19. Ông Lê Báy cho biết bản thân ông rất sốc khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về vụ việc. Theo ông Lê Báy, quy định của Bộ Y tế nêu rõ, quy trình xử lý người tử vong vì COVID-19 phải khép kín. Khi F0 không may qua đời, cơ sở điều trị phải tổ chức khâm liệm, vận chuyển đến nơi chôn cất. Như vậy, việc bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà tự thỏa thuận với cơ sở tang lễ làm việc này là sai quy định. Mặt khác, theo quy định hiện hành, gia đình có người thân mất vì COVID-19 không tốn chi phí mai táng, chi phí mua quan tài, vận chuyển đến nơi chôn cất, hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng chống dịch. Thế nhưng nhiều người đã bị cơ sở dịch vụ chặt chém số tiền từ 20 đến 35 triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời. Có trường hợp phải tốn đến 60 triệu đồng nếu muốn đưa thi thể ra thành phố Đà Nẵng hỏa táng. Ông Báy nói, lúc đầu bệnh viện có thực hiện việc này rất tốt, nhưng gần đây lại xảy ra sự việc người dân tự thỏa thuận với dịch vụ mai táng. Làm vậy là sai quy định hoàn toàn. Cái này bệnh viện biết, nhưng chắc do nhiều công việc mệt mỏi nên mới như vậy. Với câu hỏi về trách nhiệm của Sở Y tế, ông Lê Báy cho rằng, Sở nhiều lần chỉ đạo các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 phải thực hiện đúng các hướng dẫn. Đơn vị nào khó khăn phải báo cáo để Sở có hướng chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi không báo cáo về vấn đề này. Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi chấn chỉnh sự việc báo chí phản ánh. Nếu người dân có đơn thư liên quan đến vụ việc, Sở Y tế sẽ chỉ đạo thanh tra vào cuộc làm rõ. Ông Lê Báy nói, người dân phải có đơn thư nêu rõ về vụ việc thì Sở mới có đủ cơ sở để chỉ đạo thanh tra vào cuộc. Như báo chí phản ánh, nhiều gia đình có người thân mất vì COVID-19 rất bức xúc khi dịch vụ tang lễ tự định đoạt chi phí mai táng. Khi có người mất vì COVID-19, cơ sở tang lễ liền biết thông tin và liên hệ với gia đình đặt vấn đề lo mai táng. Chỉ một chiếc quan tài loại thường, quãng đường vận chuyển chưa đến 10 km, nhưng cơ sở mai táng hết giá từ 25 đến 35 triệu đồng. Người thân qua đời do dịch COVID-19 khiến gia đình bối rối, do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa ra. Chủ tịch Phan Văn Mãi, F0 không triệu chứng vẫn có thể đi làm. Thưa quý vị, nếu F0 không có triệu chứng thì có thể làm việc phù hợp, do đó chúng ta nên cập nhật vào bộ tiêu chí để vận dụng cho phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết thông tin trên tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố với các quận huyện, thành phố Thủ Đức vào sáng ngày 9 tháng 3. Ông Mãi nói, giờ cách ly 7 đến 10 ngày thì rất bị động công việc. Tất nhiên F0 có triệu chứng cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo trên hết trước hết, nhưng F0 không triệu chứng thì vẫn có thể đi làm. Hiện tại, dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến gia tăng, tuy nhiên số ca chuyển nặng cần hỗ trợ hô hấp, đặc biệt tử vong vẫn kiểm soát được. Mục tiêu trong thời gian tới của thành phố là tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch gắn liền với phục hồi và phát triển kinh tế. Theo đó, các sở ban ngành sẽ tập trung vào 5 vấn đề. Thứ nhất, tiếp tục giám sát, cảnh báo dịch, đặc biệt là diễn biến của chủng mới. Tại thành phố, qua phân tích ngẫu nhiên tỷ lệ biến chủng BA2 chiếm hơn 65%, do đó phải tiếp tục giám sát cảnh báo và có biện pháp phù hợp với tình hình, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới. Thứ hai, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học. Khi mở cửa trường học, có một bộ phận các em dưới 12 tuổi chưa tiêm ngừa, nên số ca nhiễm từ đối tượng này lây cho người nhà đang tăng nhanh, cần tăng cường giải pháp để chủ động kiểm soát vấn đề này. Ngành giáo dục cần kiểm tra, cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn ở tất cả các trường, đảm bảo thông tin đến từng phụ huynh biết các biện pháp bảo vệ các em có nguy cơ. Ngành y tế cần kiểm tra tại các trạm y tế, trung tâm y tế. Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, các trường cần tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị. Thứ ba, cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của ngành, của cơ quan. Các cơ quan hành chính, dịch vụ, đơn vị sản xuất kinh doanh cần có những bộ tiêu chí phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo hoạt động bình thường. Chậm nhất trong tháng 3 phải hoàn tất việc rà soát, cập nhật lại bộ tiêu chí. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế, trong đó ngành du lịch sẵn sàng mở cửa du lịch cùng với các phương án phòng chống dịch chủ động, hiệu quả.
Thứ năm, Sở Y tế sớm nghiên cứu đề xuất về quy định mới chỉ số đánh giá cấp độ dịch, có những biện pháp điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với những diễn biến mới của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi lưu ý, về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin là để thuận lợi cũng như hiệu quả hơn hoạt động phòng chống dịch. Những thủ tục hành chính nếu đặt ra thì hết sức cân nhắc, tránh gây phiền hà cho người dân. Gần đây, một số cơ quan báo chí có đăng tin, trong thời gian tới sẽ có một làn sóng dịch mới tại thành phố. Đây là nhận định mang tính chất cá nhân, cần phải dựa vào ý kiến của cơ quan chức năng, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới. Thông tin chưa được xác tín sẽ dẫn đến sự bất an trong xã hội. Do đó cần tăng cường truyền thông giữa các ngành y tế với các cấp để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân. Đề xuất người nhập cảnh không cần có xác nhận tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh không cần có xác nhận để tiêm chủng vaccine COVID hoặc từng là F0 khỏi bệnh. Theo dự thảo phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh qua đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV bằng phương pháp PCR trong 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong 24 giờ trước khi về Việt Nam, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Giấy chứng nhận xét nghiệm được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp. Những người này không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như người đã lưu trú tại Việt Nam. Người nhập cảnh qua đường khác cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Những người chưa có thì xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong 24 giờ kể từ khi nhập cảnh. Tất cả người nhập cảnh phải khai báo y tế và dùng ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian lưu trú tại Việt Nam. Tại cửa khẩu, người có triệu chứng nhiễm COVID-19 như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, khó thở, viêm đường hô hấp thì báo ngay cơ quan y tế. Người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu về nơi lưu trú, hạn chế dừng đỗ dọc đường. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm COVID-19. Trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng bị nhiễm COVID-19 khỏi bệnh được tham gia hoạt động ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ người thân. Bộ Y tế nêu rõ, cơ sở để thực hiện các đề xuất trên là Việt Nam đã chuyển hướng chống dịch sang thích ứng an toàn. Đến nay, cả nước đã bao phủ vaccine diện rộng, có kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ từ 5 tuổi. Những đề xuất nêu trên của Bộ Y tế đã cởi mở hơn so với quy định hiện hành. Theo quy định của Bộ Y tế, từ tháng 12 năm 2021, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh phải tự theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nơi lưu trú, gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ quan sản xuất kinh doanh. Những người này xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3, nếu kết quả âm tính thì tự theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine được cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày, xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày thứ 3 và thứ 7.